Mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Thì hôm nay có anh khách trực tiếp đến trại giống bên em để mua cái giống mận hồng MT về trồng anh chị. Rồi hôm nay thì anh đang lựa chọn là cái giống mận hồng đem về Hậu Giang trồng nha. Mã số 95 anh chị. Okay, anh đang lựa là số lượng là khoảng 60 cây về trồng. Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2023 thì bên em tiếp một anh khách ở Hậu Giang trực tiếp qua mua cái giống mận hồng MT về trồng hả anh chị. Thì anh đến trực tiếp trại giống để lựa chọn những cái cây giống ưng ý về trồng. Thì đây ở lên xe cho anh đã lên xe về hả anh chị. Sau đây thì em sẽ quay lại quá trình mà bên anh lựa cây giống ha. Nói chung cô chú anh chị nào ở gần thì có thể trực tiếp qua trại giống bên em để mình lựa chọn những cây giống mà đẹp ưng ý về trồng anh chị. Thì do nói chung nhiều cô chú anh chị mình ở xa quá thì không đến được. Nhưng mà em vẫn khuyến khích anh chị nào ở gần thì có thể đến ngay trực tiếp bên em luôn nha. Để bên em cho anh chị lựa thoải mái luôn ha. Cái này thì cây bên em anh chị hiện tại thì tại vườn ươm là có số lượng là khoảng 500 cây. Để cô chú anh chị mình thoải mái lựa chọn ha. Còn những cô chú anh chị nào mua online thì bên em sẽ giao theo kích thước chuẩn ha. Là cây cao từ 6 tấc trở lên nha anh chị, 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc, có những cây sẽ cao là 9 tấc, 1 mét luôn, nhưng mà số lượng ít thôi, cái hàng đó thì rất là ít anh chị. Thì anh trai đến trực tiếp lựa cũng rất là vui vẻ anh chị, lựa xong rồi trở về trồng luôn, tại vì anh nói là cũng đã lên đất xong hết rồi. Thì những cái cây giống bên em rễ đã lú ra bầu anh chị có thể thấy trên màn ảnh ha, thì tí nữa em sẽ quay gần cho cô chú anh chị mình xem. Nhưng bây giờ thì quay sơ sơ lượt thôi, cũng như là hỗ trợ anh lựa những cái cây tốt về trồng nha. Thì nói chung ở bên em hàng này thì em sẽ bao giống cho tất cả cô chú anh chị mình trên cả nước luôn. Bao giống chuẩn 100% là giống mận hồng MT ha, hàng trái lớn. Thì cái trọng lượng tối đa của nó là 3-4 trái 1 kg anh chị. Còn nếu mà trọng lượng trung bình, bình quân của nó khi mà mình cho trái á, là khoảng 5 trái 1 kg là trọng lượng đó là trung bình anh chị. Ok, thì ở đây cô chú chị mình thấy khi mà đến trực tiếp bên trại giống thì cô chú chị mình được lựa chọn cũng như là được tham quan những cái cây giống bố mẹ ở sau vườn, tham quan cách nhân giống cũng như là tham quan cái cây giống thực tế luôn ha. Rồi, sắp tới đây thì bên em sẽ có những cái cây giống để nhân giống cũng như là làm trái tại vườn ươm. Khi mà cô chú anh chị mình có điều kiện đến trực tiếp thì có thể ra phía sau để mình tham quan cũng như là ăn thử luôn ha. Hiện tại bây giờ thì cây chưa có trái anh chị, do cái cây thì bên em đang chăm sóc để nhân giống anh chị. Cái nguồn giống thì đang thiếu, đang thiếu hụt để cung cấp cho bà con, nên bên em chưa tiến hành là làm trái nhiều. Thì số lượng làm trái thì vài cây thôi, thì có khi cô chú anh chị mình đến thì cây nó không có trái để ăn thử ha. Thì nãy giờ cô chú anh chị mình thấy cái anh khách lựa là rất là ok ha. Cây giống mà bóc ra là cứ lựa những cây nào đẹp ưng ý thì mình lấy ha. Rồi cô chú anh chị mình xem lại chất lượng cây giống nha. Bây giờ em sẽ tiến hành vô vỏ cho anh luôn để quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị mình. Thì những cô chú anh chị nào mình ở gần á thì qua luôn nha. Còn cô chú anh chị nào ở xa thì có thể đặt qua kênh online ha. Thì cái số điện thoại của bên em thì em có ghim ở trên màn hình, anh chị có thể liên hệ cũng như là có thể kết bạn Zalo để bên em hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cách trồng cũng như là cây giống như thế nào ha, chụp hình cây giống thực tế cho cô chú anh chị mình xem. Rồi thì chắc vô cho anh rồi tiến hành lên xe để cho anh đi về cũng như là tranh thủ về buổi chiều ưa mưa lắm anh chị. Hiện tại bây giờ thì thời tiết buổi chiều ưa mưa thì em về cũng mắc đám mưa nhỏ anh chị,